Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nga sẽ vỡ nợ sau vài ngày nữa. Nga đã phát đi tín hiệu rõ ràng nhất rằng nước này sẽ sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ trong ít ngày tới. Và đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ Nga mất khả năng chi trả các khoản nợ nước ngoài. Và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Silov nói rằng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tức là khoảng 375 tỷ USD, đã bị đóng băng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, tức là khi Nga tấn công xâm lược Ukraine thì các tài khoản này cũng bị đóng băng. Do đó, chính phủ Nga sẽ thanh toán các khoản nợ đáo hạn cho các chủ nợ từ những quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp cho tới khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ông Silonov đã nói như vậy. Đương nhiên, không quốc gia nào cho vay USD lại nhận bằng rúp trở lại cả. Đây là hình ảnh người dân Nga xếp hàng dài trước các ngân hàng để rút tiền, mua đồ. Một vụ vỡ nợ đang hiện hình tại Nga. Theo kênh CNN, các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể dán nhãn vỡ nợ lên Nga nếu nước này trễ hạn thanh toán hoặc dùng đồng rúp hay nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán các khoản nợ phát hành bằng tờ USD hoặc tiền euro khi có khoản nợ này đáo hạn. Một vụ vỡ nợ cấp quốc gia có thể thúc đẩy một số các nhà đầu tư nước ngoài còn lại ở Nga sẽ rút khỏi nước này, khiến nền kinh tế đang lao dốc của Nga thêm phần bị cô lập. Ngân hàng Mỹ JP Morgan cho rằng một vụ vỡ nợ của Nga sẽ xảy ra sớm nhất vào ngày thứ Tư tuần này, khi Moscow đến hạn phải trả hơn 117 triệu USD tiền lãi trái phiếu chính phủ phát hành bằng tiền đồng USD. Từ năm 2018, Nga đã phát hành trái phiếu có thể thanh toán bằng nhiều loại tiền khác nhau. Nhưng lô trái phiếu này phải được thanh toán bằng tiền đô. Hôm Chủ nhật, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Georgi, nói rằng một vụ vỡ nợ của Nga không còn là điều không thể xảy ra nữa. Có nghĩa là nó đã đến rất gần. Nga có tiền để trả nợ nhưng họ không thể tiếp cận tiền đó. Bà Georgi nói trong chương trình với đài truyền hình CBS đã như vậy. Đây là hình ảnh các nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài, khiến cho họ không thể rút tiền ngoại tệ về nước hoặc thanh toán quốc tế. Tuần trước, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch hạ điểm tín nhiệm đối với trái phiếu của Nga, nói rằng sự sẵn sàng và năng lực trả nợ của Nga đã bị xói mòn và một vụ vỡ nợ đang hiện hình. Fitch cũng cảnh báo rằng Nga có thể tìm cách thanh toán cho chủ nợ ở một số quốc gia bằng tiền rúp. Tuy nhiên, khó có quốc gia nào chấp nhận điều này, kể cả Việt Nam. Các nhà phân tích thuộc Capital Economy nói rằng khả năng xảy ra một vụ vỡ nợ của Nga đã được phản ánh vào trái phiếu Nga phát hành bằng tiền đồng USD. Giá của trái phiếu này đã giảm xuống mức chỉ còn có 0,2 USD trên mỗi đô la mệnh giá, tức là chỉ còn có 20% và mất 80%. Số lãi trái phiếu đáo hạn vào ngày thứ Tư tuần này có thời gian ân hạn 30 ngày. Tuy nhiên, các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể tuyên bố Nga vỡ nợ trước khi kết thúc thời gian ân hạn đó nếu Moscow nói rõ ràng họ không trả được nợ. Nga có vụ vỡ nợ trái phiếu phát hành trong nước gần đây nhất, đó là vào năm 1998, khi nước này rơi vào khủng hoảng tài chính vì giá hàng hóa cơ bản sụt giảm chóng mặt. Còn lần gần đây nhất nước này vỡ nợ trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ, đó là thời gian trước đây năm 1918, khi ông Vladimir Lenin đã từ chối thanh toán khoản nợ trái phiếu do Sa Hoàng phát hành trước đó và dẫn đến vỡ nợ. Đây là hình ảnh Lenin đã từng từ chối trả nợ vào năm 1918 dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở nước này. Hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào là câu hỏi được đặt ra. Một tin là chính phủ Nga vay nợ khá ít, hãng truyền thông quốc tế chia sẻ và ngân hàng quốc tế ước tính rằng ở thời điểm cuối năm 2021, Nga có khoản vay 40 tỷ tiền nợ ngoại tệ, trong đó khoảng một nửa nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, những hệ quả tiềm tàng từ một vụ vỡ nợ của Moscow là điều khó cân đong đo đếm. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 và đại dịch COVID-19 đã cho thấy những cú sốc tiêu cực có thể khiến cho hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu vốn có mức độ kết nối cao có thể rung lắc mạnh như thế nào, và lần này Nga cũng gặp
tương tự. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế IBS, các thực thể Nga đang nợ các ngân hàng quốc tế tổng cộng hơn 121 tỷ USD, trong đó 84 tỷ đô la là tiền vay từ các ngân hàng ở châu Âu, nhiều nhất là từ ngân hàng của Pháp, Ý, Áo. Các ngân hàng của Mỹ cũng đã cho phía Nga vay tới 14,7 tỷ đô la. Bà Kiyoki nói rằng khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính ở thời điểm này là khá thấp và nguy cơ lan rộng ảnh hưởng từ các ngân hàng phương Tây ra toàn bộ hệ thống trong trường hợp Nga vỡ nợ là không cao vì số lượng Nga vay không nhiều. Đây là hình ảnh ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ cũng đã đóng băng tài khoản của các tỷ phú Nga. Ngay cả khi Nga dừng việc thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài đối với các lô trái phiếu chính phủ, đồng nghĩa với một vụ vỡ nợ khoảng 60 tỷ đô la nếu bao gồm cả nợ bằng đồng rúp phát hành ở nước ngoài, thì sự cố này cũng chỉ tương đương như vụ vỡ nợ chính phủ của Argentina vào năm 2020, một sự kiện không gây biến động thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc Capital Economy cảnh báo rằng nếu một định chế tài chính lớn nào đó bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi một vụ vỡ nợ của Nga, thì ảnh hưởng của nó có thể lan ra rất rộng và nhanh chóng. Và rủi ro thứ hai là vụ vỡ nợ của Moscow có thể khiến các công ty Nga cũng rơi vào cảnh vỡ nợ theo, kể cả những công ty dầu khí đang thăm dò và khai thác với Việt Nam. Tuần trước, tỷ phú giàu nhất của Nga Vladimir Putin kêu gọi Moscow nới lỏng các hạn chế về ngoại tệ để các công ty của nước này có thể thanh toán lãi và gốc đối với các trái phiếu và khoản vay ngoại tệ. Nếu không, có nguy cơ Nga sẽ vỡ nợ hoàn toàn đối với nợ quốc tế, mà theo ước tính của ông Putin thì vào khoảng 480 tỷ đô la, một số tiền khổng lồ vào lúc này. Đây là hình ảnh các công ty dầu khí của Nga cũng đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt, mà nguồn dầu khí đem lại đến gần một nửa tổng thu nhập quốc dân của Nga. Đối với Nga, tổn thất chính là bị loại khỏi thị trường vốn toàn cầu hoặc ít nhất phải vay nợ với chi phí rất cao trong một khoảng thời gian kéo dài. Các biện pháp trừng phạt đã khiến Nga phải chịu hứng điều này, báo cáo của tờ Capital Economy nhận định như vậy. Và khi Nga càng nhúng sâu vào việc xâm lược Ukraine, thì cấm vận trên thế giới càng mạnh mẽ và Moscow càng trở nên khó khăn. Kính mời các bạn xem bản tin Putin muốn xóa bớt một số không khỏi các tờ tiền rúp. Và làm như vậy sẽ không thể nhận ra đồng tiền đang bị mất giá một cách nghiêm trọng. Kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine xâm lược nước này, thì Nga đã bị các nước cấm vận và bao vây nhiều mặt về kinh tế. Đồng tiền rúp đã rơi tự do, tỷ giá đổi tiền từ rúp sang đô la ngày một thấp đi. Và đây là hình ảnh một số không có thể bị bỏ ra khỏi tiền giấy của Nga vào mùa thu để làm cho siêu lạm phát từ sự giảm mạnh của đồng rúp ít rõ ràng hơn, nhằm đánh lừa người dân Nga và những người sử dụng đồng tiền này. Được biết vào hôm thứ Bảy vừa qua, người dân Nga đã xông vào các trung tâm mua sắm, cửa hàng và siêu thị vì mọi thứ đang trở nên khan hiếm một cách kinh khủng tại Nga. Ngoài ra, các hàng tạp hóa, các thương hiệu phương Tây hầu hết đã ngừng bán do lệnh trừng phạt. Và đây là lý do người Nga phải bỏ tiền ra lúc này để mua hàng, vì đồng tiền ngày một mất giá, họ muốn giữ một tài sản nào đó. Và đồng tiền của Nga đã bị hỗn loạn trong nhiều tuần liên tục, đồng rúp không ngừng bị giảm giá, tỷ lệ đổi sang đồng đô la ngày một thấp đi. Theo thông tin cho biết, do đó chính phủ và ngân hàng trung ương của Nga đang lên kế hoạch cho các biện pháp quyết liệt từ mùa thu, giống như người ta đã từng chứng kiến ở Nga từ đầu những năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ. Đó là xóa đi một số không khỏi đồng rúp, 100 trở thành có 10 rúp mà thôi. Đây là một số cách mà nhà độc tài thường vẫn làm khi đồng tiền của họ không còn giá trị. Đây là hình ảnh cảnh đổi tiền của Nga đã từng xảy ra trước đây khi đồng tiền bị mất giá. Nếu sự lạm phát vẫn tiếp tục diễn ra, các tờ tiền rúp mới của Nga thậm chí sẽ được thiết kế lại và phát hành bằng hình thức đổi tiền. Thông tin này được tiết lộ từ giới ngân hàng của Nga tại Moscow. Các kế hoạch tương ứng hiện đang được tham khảo như những địa điểm nào sẽ đổi, phương tiện vận chuyển ra sao, thời gian nào sẽ đổi và ai được đổi bao nhiêu tiền. Điều này cũng nên được thực hiện vì lý do tâm lý, vì người Nga với những tờ tiền cũ trong tay và
và giá cả thì liên tục tăng cao hàng ngày. Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy siêu lạm phát bắt đầu diễn ra trên diện rộng tại Nga. Những người ăn lương, công chức, người phải hưu, rõ ràng đồng tiền của họ không thể mua được những sản phẩm như họ muốn nữa. Đây là hình ảnh người dân Liên Xô trước đây đổ đi mua hàng vì sợ phương Tây đóng cửa kinh doanh, và bây giờ là người Nga cũng đổ xô đi y như vậy. Với việc gạch bỏ một số không đi, các nhà chức trách Nga có thể che giấu siêu lạm phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, ít nhất là trên tờ tiền giấy. Ngân hàng Trung ương của Nga, chính phủ và các nhà phân tích của cơ quan mật vụ cho rằng sự sụt giảm của đồng rúp sẽ tăng đáng kể nếu các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục kéo dài và trở nên nghiêm khắc hơn trong thời gian tới, nguồn tin cho biết. Đặc biệt là nguồn xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhiều nước đã từ chối mua hàng của Nga. Cũng theo chính phủ Nga, khoảng 300 tỷ đô la của Nga đã bị đóng băng như một phần của các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đó là gần một nửa trong tổng số 640 tỷ đô la mà Nga đã đầu tư vào dự trữ vàng và ngoại tệ. Bộ trưởng Tài chính Anton cho biết trên kênh truyền hình của nhà nước hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin này cũng gây chấn động người Nga vì số tiền đó dường như không biết bao giờ có thể lấy lại. Đây là hình ảnh các nước châu Âu tuyên bố đóng băng tiền của Nga tại nước ngoài vì hành động xâm lược của nước này vào Ukraine, gây ra cái chết của nhiều nghìn người, tàn phá nhiều thành phố của Ukraine, một đất nước có chủ quyền. Mọi người thì đang chết ở Ukraine, còn ở đây Nga sự thịnh vượng cũng đang chết dần. Ở đó máu chảy, vào đây đồng rúp tan chảy. Ở đó hàng triệu người đang chạy trốn khỏi quân Nga, ở đây đội quân thất nghiệp cũng lan rộng tăng lên mỗi ngày. Bởi vì hầu hết các công ty lớn của phương Tây đều đóng cửa, nhà máy và văn phòng, hàng triệu người Nga sẽ sớm mất việc, mất tiền. Và trợ cấp thất nghiệp ở Nga chỉ được cung cấp có 6 tháng trong một năm, và sau đó họ chỉ nhận được số tiền chết đói dưới 75 euro mỗi tháng. Với số tiền này, với giá mua bán hiện nay tại Nga thì họ không thể sống được. Đây là hình ảnh cảnh khan hiếm hàng hóa như những năm 1990 dường như sắp lặp lại tại Nga. Và bây giờ Mỹ cũng đã cấm xuất khẩu đô la tiền mặt sang đất nước của Putin. Nó có tác dụng rất nguy hiểm, bởi vì nếu không có tiền mặt bằng đô la thì sẽ không có thị trường chợ đen giống như đã từng có, khi có ít nhất một vài thứ xa xỉ được bán trao tay. Hoặc trong cửa hàng ngoại hối, Bezoska cũng giống như các cửa hàng Intershop đặc biệt của nhà nước Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức ngày trước vẫn từng được mua bán.